tiết lộ bất ngờ, về thiếu niên lái xe máy, tông cảnh sát giao thông, ở Hải Phòng. Liên quan đến vụ việc, thiếu niên 16 tuổi. Đi xe máy tông văng cảnh sát giao thông, đang làm nhiệm vụ ở Hải Phòng, một cán bộ địa phương, xã Thái Sơn, huyện An Lão. Hải Phòng cho biết sau sự việc, đối tượng Đỗ Văn Thắng, 16 tuổi, trú tại địa phương, cũng bị thương ở vùng đầu. Và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Thông tin về Thắng, vị cán bộ này cho biết, hôm xảy ra sự việc, Thắng đang sang thăm nhà bà ngoại. Ở một xã trong huyện An Lão, chiếc xe hiệu Honda gây tai nạn, là của gia đình Hiếu. Theo lãnh đạo địa phương nơi Thắng cư trú. Hoàn cảnh gia đình Thắng, không đến nỗi khó khăn, bố mẹ làm nghề nông nghiệp, Thắng học hết lớp 9 thì nghỉ, và đi làm. Tại địa phương, thiếu niên này, thường ngày bình thường, chưa tham gia vào các vụ việc, làm mất an ninh trật tự nào. Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, dù chưa có giấy phép điều khiển xe máy, nhưng trưa ngày 9 tháng 7, khi có việc cá nhân, đã lấy xe của gia đình tham gia giao thông. Trong khi đang di chuyển, thì Thắng phát hiện lực lượng chức năng, ra tín hiệu dừng xe. Nhưng Thắng không giảm tốc độ, và dừng phương tiện, mà lao thẳng xe vào cán bộ cảnh sát giao thông, đang làm nhiệm vụ. Theo diễn biến mới nhất, cơ quan chức năng huyện An Lão cho biết, cơ quan tố tụng vẫn đang tiến hành xác minh, điều tra sự việc. Việc xử lý đối với thiếu niên, điều khiển xe máy, tông thượng úy cảnh sát giao thông, còn căn cứ vào thương tích của nạn nhân. Đồng thời phải xác minh, xem thượng úy cảnh sát giao thông bị tông văng, có từ ngoài đi tới, hay có chặn đường không. Căn cứ vào đó, cơ quan chức năng mới xác định được hướng xử lý. Liên quan vụ thượng úy cảnh sát giao thông Nguyễn Trọng Quý, bị thiếu niên đi xe máy tốc độ cao, hút văng trên tỉnh lộ 354, Hải Phòng, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết. Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ xác định thượng úy này bị chảy máu trong não, vỡ cột sống cổ, vỡ xương và trật khớp khuỷu tay. Do có máu tụ trong não, nên việc phẫu thuật chưa thể thực hiện. Như dân Việt đã phản ánh, sự việc cảnh sát giao thông bị thiếu niên tông văng ở Hải Phòng xảy ra trưa ngày 9 tháng 7, khi tổ công tác, đội cảnh sát giao thông, công an huyện An Lão dừng xe máy do Đỗ Văn Thắng, 16 tuổi, trú xã Thái Sơn, điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên tài xế không dừng xe, mà tăng ga, đâm trúng thượng úy Quý, cú tông mạnh, đã hất văng sĩ quan này ra đường. Chia sẻ với Trí Thức Trẻ, anh Vinh sinh tháng 5 năm 1977, bố Thắng cho biết, con trai anh học hết lớp 8 thì nghỉ học, hiện đang đi làm phụ sơn gần nhà. Và hôm xảy ra sự việc, Thắng được nghỉ làm, và mượn chiếc xe máy của người anh họ, đi chơi từ sáng. Thời điểm đó còn sớm. Nghĩ không có công an, nên Thắng không đội mũ bảo hiểm. Đến trưa trên đường về, Thắng bị cảnh sát giao thông thổi còi. Yêu cầu xuống xe, nhưng Thắng không dừng, lại mà tăng ga bỏ chạy. Theo lời người bố, hiện tại con trai anh chỉ bị xây xát. Còn kết quả chẩn đoán cụ thể, vẫn phải chờ thêm một vài ngày nữa. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía gia đình anh Vinh đã đến bệnh viện, gửi lời hỏi thăm, xin lỗi gia đình, vị chiến sĩ cảnh sát giao thông bị tông trúng. Nói về Thắng, anh Vinh chia sẻ. Con anh là người bình thường, tính tình không phá phách, về việc cộng đồng mạng cho rằng, lúc xảy ra tai nạn, con anh bị máu. Anh cho biết, điều này phải chờ kết quả điều tra của công an, bởi giờ anh cũng không nắm rõ. Giờ vụ việc đã xảy ra. Con gây nên tội chúng tôi phải chịu trách nhiệm, cũng một phần cháu con nhỏ tuổi, giờ điều quan trọng là, chúng tôi và người nhà lo chữa trị. Và mong đồng chí Quý, nhanh hồi phục, anh Vinh chia sẻ.